Theo dõi cái video nha. Bây giờ mình giới thiệu sơ lược cho. Phía trước đây là một cái mặt tiền bờ kênh, nước trong xanh mát mẻ. Và ở phía này thì anh em chạy thẳng đường thông đi vô trong kinh công an. Và phía này mới nãy mình đi ra ngoài là đường tỉnh lộ 816 đường nhựa đó, khoảng 900m. Rồi bây giờ mình đường thì anh em thấy không, đường thì đây xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ ngồi vẫn chạy thoải mái. Rồi bây giờ mình xuống đây, mặt tiền miếng đất của đất này thì từ cái phía này anh em đi qua đây là đúng 5m mặt tiền có cây xài và trụ điện. Và anh em đi thẳng xuống dưới đây là 40m. Đất này là đất vườn được lên thổ nghe các anh em. Thì chủ kêu cái giá bao nhiêu vậy anh? Chủ kêu là giá 350 là chắc giá không có thương lượng nha. Đó là chủ kêu giá chắc không có thương lượng thì giá của chủ kêu luôn thì mình kêu luôn. Đó, mình đi xuống đây cho anh em thấy ha. Đó, thì anh em thấy không? Trong đây có những cây dừa thì người ta giao cho mình luôn. Chủ kêu 350 nha anh em, là chắc giá không có thương lượng. Đó, dài tới lúc ở phía sau thì anh em cặp bên hông thì có hai cái nhà tường. Thì mình nông cát vô đây thì cũng tiện lợi cho mình. Ở phía dưới đây, đụng cái bờ dừa phía dưới đây này nha anh em. Đó.
đó thì đụng tới bà dừa phía dưới đó, thì ở sau lưng thì có cái mã nhưng mà không có đụng cái đất của mình, không có đụng gì hết nha anh em. Đó, từ cái ranh giới đây nè anh em, tràn qua bên cái nhà này, cái mí nhà, cái mí bờ này tới cái mí dừa của đó đó, dài tới cái mí cái dừa ở phía dưới và đi ngược lên thì cái giá này đất vườn ngang 5 dài 40, đường xa hơi mặt tiền kênh, cách chợ Thạnh Lợi khoảng 1 cây 8 số, vì giá 350 là thế ai mới đóng, là không có thương lượng nha các anh chị em. Đáng lẽ là Hiếu kêu phải 360 để còn thương lượng, nhưng mà thôi, người ta gửi, người ta nói trực tiếp luôn là 350 không thương lượng, thì Hiếu xin chia sẻ. Thì anh chị em cô chú mình có cái nhu cầu thì gọi cho Phạm Hiếu nha, 0913 871 833, để Phạm Hiếu đi hướng dẫn và mời các anh chị em cô chú bạn bè mình đi xem mua miếng đất này để cắt nhà và dành làm của cho con cho cháu, rất là đẹp. Thì bây giờ mình đi lên, mình sẽ không có thời gian để định vị cái miếng đất này. Thì anh em cô chú nào mà có nhu cầu thì gọi cho Hiếu đi, Hiếu sẽ cùng với các anh chị em cô chú mình trong dịch vụ môi giới sẽ mời và dẫn các anh chị em đi thực tế cụ thể hơn. Miếng đất này thì Phạm Hiếu thấy cũng rất là rẻ.